Cô chào tất cả các bạn học sinh khối 5 thân yêu. Hôm nay cô sẽ đồng hành với các em trong phân môn luyện từ và câu. Các em chuẩn bị bài học mới nào? Trước khi vào bài mới, cô và các em cùng ôn tập lại kiến thức cũ. Cô có bài tập sau: tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ mối quan hệ tương phản. Câu thứ nhất: chấm 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 bác không được khỏe, chấm 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 bác vẫn cố gắng đi học. Câu thứ hai: chấm 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 gia đình bạn Bắc khó khăn, chấm 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 bạn Bắc vẫn học rất giỏi. Các em có một phút để suy nghĩ đáp án. Cô tin chắc rằng bài tập này không làm khó được các em đúng không nào? Câu thứ nhất: chúng ta có thể điền cặp từ chỉ mối quan hệ tương phản mặc dù nhưng. Mặc dù Bắc không được khỏe nhưng Bắc vẫn cố gắng đi học. Câu thứ hai: chúng ta có thể điền cặp từ chỉ mối quan hệ tương phản tuy nhưng. Tuy gia đình bạn Bắc khó khăn nhưng bạn Bắc vẫn học rất giỏi. Cô chúc mừng tất cả các bạn có đáp án đúng. Bài tập 2: viết thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản. Câu A: tuy hạn hán kéo dài, chấm chấm chấm. Câu B: chấm 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 nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Các em có 2 phút để suy nghĩ đáp án. Cô tin chắc rằng bài tập này bạn nào cũng làm đúng. Các em có thể tham khảo đáp án của cô. Câu A: tuy hạn hán kéo dài nhưng lúa ngoài đồng vẫn xanh tốt. Câu B: mặc dù trời rét nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Vậy là chúng ta đã nhớ lại được kiến thức cũ rồi đúng không nào? Cô có câu hỏi sau, các em cùng tham gia trả lời với cô nhé. Câu số 1: dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự? A: trạng thái bình yên không qua chiến tranh. B: tình trạng ổn định có tổ chức có kỷ luật. C: trạng thái yên ổn bình lặng không ồn nào. D: tất cả các ý trên. Các em có 1 phút để suy nghĩ đáp án. Để trả lời được cho câu hỏi này, chúng ta cùng kiểm tra các đáp án nhé. Câu thứ nhất: trạng thái bình yên không qua chiến tranh là nghĩa của từ thanh bình. Trạng thái yên ổn bình lặng không ồn ào là nghĩa của từ yên bình. Các từ này chúng ta đã được học ở bài mở rộng vốn từ hòa bình rồi đúng không nào? Vậy, đáp án chính xác nêu đúng nghĩa của từ trật tự là đáp án A, chính xác, đáp án B, tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật. Vậy, trật tự có nghĩa là tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật. Câu số 2: dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh? A: yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại. B: yên ổn hẳn về chính trị và trật tự xã hội. C: không có chiến tranh và thiên tai. D: tất cả các ý trên. Các em có 1 phút để suy nghĩ đáp án. Vậy thì chúng ta cùng kiểm tra các đáp án nhé. Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại là nghĩa của từ an toàn. Không có chiến tranh và thiên tai là nghĩa của từ hòa bình. Vậy, đáp án chính xác nêu đúng nghĩa của từ an ninh là đáp án B, yên ổn hẳn về chính trị và trật tự xã hội. Vậy, an ninh có nghĩa là yên ổn hẳn về chính trị và trật tự xã hội. Và đây cũng chính là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta, mở rộng vốn từ trật tự an ninh. Chúng ta cùng nhắc lại, trật tự là tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật. An ninh là yên ổn hẳn về chính trị và trật tự xã hội. Các em đọc và ghi nhớ nghĩa của các từ. Các em cùng quan sát hình ảnh phá hoại trật tự an ninh. Đây là những hành vi nghiêm cấm. Đây là những hành động bảo vệ trật tự an ninh. Các em mở sách giáo khoa trang 59, đọc bài số 4 và cho cô biết bài yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài yêu cầu chúng ta đọc bản hướng dẫn,
Tìm các từ ngữ chỉ những việc làm, những cơ quan, tổ chức và những người có thể giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ không có ở bên. Đây là nội dung của bản hướng dẫn. Các em hãy bấm dừng video để đọc lại nội dung. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc qua. A. Để bảo vệ an toàn cho mình, em cần nhớ số điện thoại của cha mẹ và địa chỉ số điện thoại của ông bà, chú bác, người thân để báo tin. B. Nếu bị kẻ khác đe dọa, hành hung hoặc thấy cháy nhà hay bị tai nạn, em cần phải khẩn cấp gọi số điện thoại 113 hoặc 114, 115 để báo tin. Kêu lớn để những người xung quanh biết. Nhanh chóng chạy đến nhà hàng xóm, bạn bè, nhà hàng, cửa hiệu, trường học, đồn công an. C. Khi đi chơi, đi học, em cần đi theo nhóm, tránh chỗ tối, tránh nơi vắng vẻ, để ý nhìn xung quanh, không mang đồ trang sức hoặc vật đắt tiền. D. Khi ở nhà một mình, em phải khóa cửa, không cho người lạ biết em chỉ có một mình và không để người lạ vào nhà. Theo gia kính. Để giúp các em hoàn thành bài tập số 4, các em hoàn thành cho cô các bảng sau. Bảng thứ nhất, từ ngữ chỉ việc làm. Bảng thứ hai, từ ngữ chỉ cơ quan tổ chức. Bảng thứ ba, từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên. Các em có 5 phút để hoàn thành bảng. Bây giờ các em có thể tham khảo đáp án của cô và so sánh xem mình làm có đúng không nhé. Đối với các từ ngữ chỉ việc làm, chúng ta sẽ nhớ số điện thoại của cha mẹ, nhớ địa chỉ số nhà của người thân, gọi đến 113, 114, 115, không mang đồ trang sức đắt tiền, khóa cửa không mở cửa cho người lạ, chạy đến nhà người quen, kêu lớn để người xung quanh biết, đi theo nhóm, tránh chỗ tối, tránh nơi vắng vẻ. Từ ngữ chỉ cơ quan tổ chức, đó là nhà hàng, cửa hiệu, đồn công an, cảnh sát 113, cứu hỏa 114, cấp cứu 115. Từ ngữ chỉ những người có thể giúp em tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên, đó là ông bà, chú bác, hàng xóm, bạn bè, thầy, cô giáo, người thân. Cô tin chắc là các bạn đều làm đúng. Bây giờ, các em hãy làm lại các bài tập chưa hoàn thành. Xem trước bài mới luyện từ và câu trang 71, liên kết câu trong bài bằng cách lập từ. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc tất cả các bạn hoàn thành tốt các bài tập.